mà mình vừa lấy được 5 phút đồng hồ, mình điện shipper lại kêu nó là hả, mình trả đơn hàng lại cho nó, mà thằng shipper nó không chịu, nó nói là mình lấy rồi mình phải chịu. Chỉ là tính ra thằng shipper này nó tiếp tay cho lừa đảo phải không mọi người? Mọi người cho mình ý kiến thôi, mình phốt cái số điện thoại của thằng shipper lên đây luôn á. Nhận hàng không đúng như trên mạng, cô gái đằng đằng phốt shipper tiếp tay cho lừa đảo. Câu chuyện mua hàng online, đặt một đàn giao một nẻo là điều không còn hiếm gặp khi khắp các hội nhóm. Không khó để chúng ta thấy các bài phốt hay những tình huống dở khóc dở cười. Lúc đặt thì hết mình, mà lúc nhận hàng lại hết cả hồn. Và mới đây nhất, một bà mẹ đã chia sẻ lại khoảnh khắc nhận hàng rớt nước mắt khi người này ăn phải cú lừa từ chủ shop bán hàng. Điều đáng nói là cô gái còn bóc phốt luôn cả anh chàng shipper, khiến cộng đồng mạng nảy ra một phen tranh cãi gay gắt. Nè mọi người coi nè, mình mua hàng ở trên mạng nè đó, nó lấy đơn hàng của mình 380, mà mình mua đồ cho em bé, mình mua 5 bộ cho bé 15 bộ, lấy mình 380 ngàn, bây giờ nó giao cho mình gì nè đó, nó giao cho mình gì nè, mọi người thấy không? Theo như những gì được chia sẻ trong video thì bà mẹ trẻ ấy có xem livestream bán áo quần trên Facebook. Vì thấy giá quá rẻ nên người này đã đặt 15 bộ quần áo trẻ em, tổng cộng hết 380 ngàn. Tuy nhiên, lúc nhận hàng khui ra thì cô gái té ngửa vì chỉ nhận được vài bộ quần áo cũ của người lớn thay vì 15 bộ quần áo trẻ em hàng mới như chủ có quảng cáo trong livestream. Vì quá bức xúc nên chủ nhân của chiếc video này đã gọi điện cho shipper yêu cầu trả lại hàng. Tuy nhiên, phía người giao hàng không đồng ý. Shipper giải thích rằng hàng đã nhận thì cô gái phải chịu trách nhiệm vì đây là vấn đề giữa người mua và người bán nên giao hàng không liên quan. Không hài lòng với câu trả lời của nam shipper, cô gái liền quay video đăng lên mạng để phốt shipper rằng đang tiếp tay cho lừa đảo. Người này còn nói sẽ đăng số điện thoại của shipper lên để cho mọi người cùng biết. Mà mình vừa lấy được 5 phút đồng hồ, mình điện shipper lại kêu nó là hả, mình trả đơn hàng lại cho nó, mà thằng shipper nó không chịu. Nó nói là mình lấy rồi mình phải chịu. Chỉ là tính ra thằng shipper này nó tiếp tay cho lừa đảo phải không mọi người? Mọi người cho mình ý kiến thôi, mình phốt cái số điện thoại của thằng shipper lên đây luôn á. Đoạn video chỉ một ngày sau đăng tải đã thu hút hơn 200.000 lượt xem cùng vô số bình luận của cư dân mạng. Đa phần đều lên tiếng chỉ trích cô gái là phốt nhầm người vì shipper hoàn toàn không có trách nhiệm trong tình huống này. Chắc chị gái lần đầu mua hàng trên mạng đúng không? Shipper chỉ có nhiệm vụ giao hàng. Lúc nhận hàng, bạn có quyền kiểm tra, nếu lúc đó không ưng thì bạn có thể không nhận mà. Tự dưng đổ thừa cho shipper là tiếp tay cho lừa đảo là sao ạ? Bị lừa thì rất tức đấy, nhưng shipper chỉ là người giao hàng thôi mà. Này là do bên bán nên bà chị tự tìm cách liên hệ với shop chứ. Tội ông shipper tự dưng không làm gì cũng bị phốt, thương ghê. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Dành Bà Phúc. Nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.